Rồi, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị đã trở lại với video của cửa hàng máy cắt cỏ Chính Hường nhá. Thì hôm nay em có lên một lô máy cắt cỏ gồm 18 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì khi xem video mà các bác có muốn tư vấn sản phẩm nào, các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Và đây ạ, máy bên em là còn rất là nhiều luôn. Đây, máy cắt cỏ còn rất là nhiều luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy cứ liên hệ nhé. Máy nhà em còn rất là đa dạng luôn, rất là nhiều luôn đây. Đây, em có cả máy ba lô này. Đấy, hàng ba lô nhá. Đây còn một chiếc nữa. Máy ba lô đeo lưng này. Rồi, thì khi các bác xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại đang hiện ở trên màn hình nhé, 0979 561 493. Và tất cả là sản phẩm em bán ra là em không yêu cầu khách hàng cọc đồng nào cả. Hàng đến nơi thì các bác được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ được đi kèm những món đồ như sau. Đầu tiên là có cái dây đeo này, hai là cái chắn cỏ, ba là chồng ở buji, bốn là cái lục giác, và năm là cái lưỡi dao dài này. Đấy, là gồm có 5 món đồ đi kèm nhé. Và em bao ship toàn quốc, bảo hành các bác là 6 tháng đối với những sản phẩm hàng máy bãi nhá. Máy Nhật bãi là em bảo hành 6 tháng, và những sản phẩm mới hàng liên doanh là em bảo hành các bác 1 năm nhá. Rồi, và không nói dài dòng nữa thì em xin phép được giới thiệu lô của em nay luôn. Thì lô của em nay là lô B, B1, B2, B3, B4. Đây, đầu tiên cây B1 này là một con hàng Tanaka. Con này công suất của nó là 22cc nha, Tanaka chữ A, 22cc, nòng 32 ly. Con này vỏ đẹp, máy đẹp này, tum liền, cần lát zin và đầu bò zin, chế nguyên bản nha. Thì đây, con B1 giá là 1.300.000. Đây em test nổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây B2. Thì cây B2 này là một con hàng Zenwatt Komatsu. Con này là con G2KC nhá. Công suất 22cc, nòng 32 ly. Vỏ đẹp, máy đẹp này. Đấy. Bình xăng zin. Con này thì em đã lên chế 2 kim. Đấy. Chế 2 kim zin 3 nhá. Tum liền, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây B2 này có giá là 1.500.000. Đây em test nổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây B3. Thì cây B3 này là một con hàng HME, công suất 23cc nhá. Nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, vỏ đẹp như mới này. Vỏ sáng bóng luôn. Vỏ máy sáng, bô sáng. Bình xăng zin có bảo vệ bình xăng này. Tum con này chế sử dụng chế One Pro nhá. Tum luôn liền, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cây B3 này có giá là 1.500.000. Đây em test nổ này. Rồi, ok. Tiếp theo đến cây B4. Thì cây B4 này là một con hàng Echo. Con này Echo trắng nha. Con này công suất của nó là 23cc. Nòng của nó là 32 ly nhá. Đây, con này vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin, chế zin, tum liền, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản này. Thì cây B4 nòng 32 ly giá là 1.400.000. Em bao ship toàn quốc và bảo hành các bác là 6 tháng nhá. Đây em test đổ này. Yeah.
Tiếp theo đến cây B5. Thì cây B5 này là một con hàng Zenwatt Komatsu. Con này công suất của nó là 22cc. Nòng của nó là nòng 32 ly. Vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin, cốt trợ lực chế zin, tum liền. Đấy, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì con này là nguyên zin hết rồi nhá. Đấy. B5 giá là 1.700.000. Em bao ship toàn quốc, đi kèm có 5 món đồ. Đây em test nổ này. Rồi tiếp theo đến cây B6. Thì cây B6 này là một con hàng Hitachi nha. Con này công suất của nó là 23cc, nòng 32 ly. Đây vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin, chế zin này, tum liền. Cần lắp zin và đầu bò zin nhá. Thì cây B6 này có giá là 1.400.000. Đây em test nổ này. Rồi tiếp theo đến cây B7. Thì cây B7 này là một con hàng con này là con Tanaka nhé. Con này là Tanaka 28cc. Nòng của nó là nòng 35 ly. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin, chế zin hai kim chỉnh One Pro. Con này tum liền. Cần lắp zin này và đầu bò zin. Thì cây B8 này B7 này có giá là 1.800.000. Đây em test nổ này. Rồi ok, vừa rồi là em vừa giới thiệu xong lô 7 cây. Này là hàng Nhật bãi nhá. Đấy, gồm có nòng từ 32 ly lên tới 35 ly. Đấy, các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Và các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh. Bác nào mà chưa đăng ký thì các bác hãy đăng ký kênh giúp em nhé. Rồi, và từ cây B8 trở đi, nó là hàng máy... máy mới nha. Đấy. Đây cái B8 là một con hàng máy, con này là con hàng Kashiwa, công suất 26cc, nòng của nó là nòng 34 ly. Đây. Đấy. Máy mới thì cái độ đẹp thì nó đẹp như mới luôn các bác ạ. Vỏ thiết kế thì rất là chắc chắn luôn, có bảo vệ bình xăng và cốt trợ lực. Chế này là sử dụng chế Zimba 2 kim chỉnh, tum lìa tum rời này. Đấy, cần lắp phi 26 đầu bò rất là đẹp luôn. B8 giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc, bảo hành các bác 1 năm nhá. Đây em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây B9. Thì cây B9 này là một con hàng Osaka 226, công suất 26cc, nòng 34 ly, vỏ đẹp, máy đẹp này. Đấy. Thiết kế rất là chắc chắn luôn. Có bình xăng thì rất là lớn này. Con này sử dụng chế là chế Zimba 2 kim chỉnh, tum liền, cần lắp phi 24 và đầu bò nhỏ. Thì cây B9 này giá là 2.300.000. Đây em test này. Ok. Rồi tiếp theo đến cây B10. Thì cây B10 này là một con hàng Osaka nữa. Con này là con OS26, cũng 26cc, nòng 34 ly. Đấy. Đây, thiết kế thì rất là đẹp luôn này. Có bảo vệ bình xăng và con này
sử dụng chế zin 3 tum rời, cần lắp V26 này, và đầu bò của nó là rất là đẹp luôn, tay ga bóp. Thì cái B10 này có giá là 1.800.000, đây em test nổ này. Rồi tiếp theo đến cây B11. Thì cây B11 này là một con hàng Oshima. Cái này là con hàng 226 nhá. Cũng công suất 26cc. Nòng của nó nòng 34 ly. Đây con này thì thiết kế thì chắc chắn hơn này. Có bảo vệ bình xăng này. Và con này sử dụng chế là chế của hãng Oshima. Tum liền. Cần lắp là Phi 24, đầu bò nhỏ, sử dụng tay ga bóp này. Rồi, B11 giá là 2.700.000. Đây em test này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây B12. Thì từ cây B12 trở đi thì là hàng công suất lớn nhá. Đấy, B12 này là một con hàng Osaka. Con này là hàng 33cc, hàng VIP. Đấy. Có bảo vệ bình xăng này. Và con này nòng nó là nòng 36 ly nhá. Đấy. Chế zin 3, 2 kim chỉnh, tum rời này. Đấy, cần lắp rất là đẹp luôn và đầu bò chắc chắn này. Con này sử dụng tay ga bóp. Thì cái B12 nòng 36 ly. Giá là 2.300.000. Đây em nổ cho cả nhà mình cùng xem này. Rồi ok. Rồi. Tiếp theo đến cái B13. Thì cái B13 này là một con hàng Oshima nữa nhá. Đấy, con này là con hàng nhập khẩu của Thái Lan, con này là con TX330. Đấy, made in Thái Lan này. Con này đây em để xa một chút các bác nhìn, không khác gì con Mitsubishi TL33. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Có bảo vệ bình xăng này, con này sử dụng chế là chế của Fuji nhá. Tum rời này. Đấy, cần lắp Phi 28 và đầu bò rất là đẹp luôn. Thì cây B13 này có giá là 3.200.000. Đây em test nổ này. Rồi tiếp theo đến cái B14. Thì cái B14 này là một con hàng Mitsubishi nha các bác nhá. Con này là con hàng 541, nòng của nó là nòng 40 ly. Thiết kế thì rất là chắc chắn này, rất là đẹp luôn. Đây, có bảo vệ bình xăng này. Và con này sử dụng chế là chế zin 3, 2 kim chỉnh, tum rời, cần lắp Phi 28, dày 2 ly. Và đầu bò của nó là đầu bò chuyên dụng cho hàng 541, rất là chắc chắn này. Đấy, đầu bò của nó là chính khía nha. Tay ga bóp B14 giá 2.500.000, đây em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cái B15. Thì cái B15 này là một con hàng Osaka, hàng 541 nữa. Đấy, vẫn tiếp tục hàng 541 nha, nhưng mà nó là của hãng Osaka. Con này là hàng nòng của nó nòng 40 ly này, có bảo vệ bình xăng. Con này sử dụng chế One Pro của Thái nhá. Đấy, và con này là con tum rời này. Tum rời, cần lắp Phi 28 và đầu bò rất là đẹp luôn. Tay ga bóp. B15 giá là 2.500.000 ạ. 2.500.000. Đây em test nổ này.
theo đến cây B16 thì cây B16 này là một con hàng Huquama. Con này là hàng 541, lòng của nó 40 ly. Thiết kế thì rất là đẹp, có bảo vệ bình xăng này, và con này sử dụng là chế Zimba 2 kim chỉnh tung rời này. Cần lắp của nó là cần lắp V28 và đầu bò rất là đẹp luôn. Đấy, đây đầu bò chín khía nhá. Tay ga bóp này thì cái B16 giá là 2.300.000, em bao ship toàn quốc và bảo hành các bác là 1 năm nhá. Rồi, em test nổ này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây B17. Thì cây B17 này là một con hàng Copper. Con này là hàng 541, nòng của nó nòng 40 ly này. Có bảo vệ bình xăng. Và con này sử dụng chế One Pro của Nhật nha. Tum lìa, tum rời. Cần lắp V28 và đầu bò của nó rất là đẹp luôn. Cây B17 này có giá là 2.600.000. Đây em test nổ này. Rồi, tiếp theo đến cái B18. Thì cái B18 này là một con hàng Oshima. Con này là hàng 541, nòng của nó nòng 40 ly này. Thiết kế có bảo vệ bình xăng và con này sử dụng chế là chế hãng của hãng Oshima luôn. Tum rời, cần lắp rất là đẹp. Và đầu bò của nó là đầu bò chín khía nhá. Đây, con này sử dụng tay ga bóp. Rồi, B18 nòng 40 ly. Giá là 3.300.000. Đây em test nổ này. Rồi, ok. Rồi, vừa rồi thì em vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 18 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào hay các bác muốn tư vấn sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 đang hiện ở trên màn hình của các bác đây nhé. Và các bác xem video thì đừng quên giúp em đăng ký kênh nhé. Bác nào thấy hay thì cho em xin một nút like, và bác nào mà thấy có gì chưa đạt thì các bác cũng cho em xin một lời bình luận ở bên dưới để em sẽ phát triển thêm. Rồi, thì video của em nay đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở video lần sau.